Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện của Huggy. Các bạn cùng theo dõi nhé. Huggy đang ngồi chơi trong nhà thì bóng giật Sonic và Mini Kilomet rơi ngoài sân bay đến đập trúng đầu khiến Huggy ngất đi. Trong cơn hôn mê, Huggy đã nhìn thấy một con bọ cánh nóng muốn chiếm mọi thứ và tiếng kêu cứu của hai người bạn mình. Tỉnh dậy, Huggy sợ hãi kể lại những gì mình đã thấy trong mơ, nhưng hai người bạn lại không tin những gì Huggy nói. Huggy đi ra vườn thì thấy gió bắt đầu thổi mạnh, cái cây ngay cạnh đã bị nó làm cho gãy. Mình sẽ biến nó thành một chiếc thuyền. Đầu tiên, phải thảo thảo chiếc thuyền trước. Bây giờ sẽ cưa cái cây này thành các khúc gỗ nhỏ để đóng thuyền. Thôi, dùng cưa máy cho nhanh. Được rồi, chuẩn bị đóng thuyền thôi. Wow, thuyền đẹp quá. Ôi, trời bắt đầu mưa rồi. Cứu chúng tôi với, cứu với. Huggy, cứu bọn mình. Tỉnh dậy đi Huggy, cậu ngủ nãy giờ rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cùng chờ đón những câu chuyện thú vị khác trong các video sau nhé.